Chào mừng các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và hôm nay là một ngày thứ bảy và sắp đến ngày giỗ tổ Hùng Vương rồi. Thì bên em tổng hợp cuối tuần cho các bác những cái mẫu xe đang có mặt tại bên em Vũ Duy Ô Tô nhé. Và các bác nào mà quan tâm đến dòng xe nào, mẫu xe nào, các bác chỉ cần chụp ảnh chiếc xe đó, sau đó thì các bác gửi qua Zalo số điện thoại của em 0869 158 926. Vâng, em sẽ gửi hình chi tiết của xe cũng như là video review từng chiếc xe một các bác nhá. Có thể nhiều chiếc thì em sẽ không kịp review đâu vì cái tốc độ bán ở bên em rất là nhanh. Thì những bác nào mà quan tâm đến mẫu xe nào các bác cứ điện thoại trực tiếp cho nó nhanh. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Ô Tô thật là nhiều. Và bây giờ thì em sẽ báo giá nhanh thôi. Vâng, báo giá nhanh tổng hợp tất cả cái mẫu xe tại Vũ Duy Ô Tô ngày hôm nay thứ bảy. Hôm nay là ngày thứ bảy nhá các bác nhá. Vâng, thứ bảy ngày mùng 9 tháng 3. Thì đầu tiên muốn giới thiệu các bác một chiếc Toyota Fortuner đời 2013, biển Quảng Ninh 14A27303. Con này thì sử dụng động cơ máy dầu. Vâng, máy dầu. Và chiếc xe này thì đang bán là 595 triệu đồng. Fortuner máy dầu đời 2013 các bác nhá. Xe cực đẹp luôn. Đấy, 595 triệu đồng chiếc xe này. Động cơ máy dầu 2.5, ăn dầu tầm 8 lít trên 100 cây. Đấy, khỏe lành tiết kiệm. Một chiếc Ford Everest đời 2010, biển 14A13112. Con này thì động cơ máy dầu 2.5 số tự động. Vâng, và chiếc xe này thì đang bán là giá là 398 triệu đồng. Đấy. Một chiếc Ford Everest 2009 màu xanh đá rất đẹp luôn, biển 23A05793. Vâng, chiếc xe này có đầy đủ cam lùi, cam hành trình và nội thất đẹp. Con này cũng đã review rồi, giá 389 triệu đồng chiếc xe này. Biển thành phố Hà Giang các bác nhá. Một chiếc Ford Everest 2011 máy dầu 2.5 số tự động, biển 14A03279. Và chiếc xe này thì đang bán giá là 393 triệu đồng. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2022. Tem kiểm định, tem đi đường VTEC của trạm thu phí gần 2 củ luôn. Một chiếc Everest 2012 đã chốt cọc rồi, biển 15A89787 các bác nhá. Vâng, không nhanh tay thì đúng là chỉ có chốt cọc và nhanh thôi. Ford Everest 2011 máy dầu 2.5 số tự động. Vâng, con xe biển 29A14721. Con này thì cũng vừa mới nhận cọc xong. Vâng, cảm ơn các bác. Chiếc xe này giá 415 triệu đồng. Một chiếc xe mà 60 cũng bán. Vâng, Hyundai Starrex máy dầu số sàn. Con này thì tải van 3 chỗ nhá. Và đã được hoán cải thành thùng rất là rộng rãi luôn. Chiếc xe mang biển 15D01019. Và con này thì đang bán giá thì hơn 60. Nhưng các bác nào nhanh tay chốt ngay, 60 em bán. Một chiếc Nissan Navara máy dầu 2.5 2 cầu, giá 398 triệu đồng, biển 12C08915. Cực đẹp luôn. Một chiếc Mitsubishi Ranger biển 16L0900. Vâng, con này thì động cơ máy xăng 2.4 số tự động. Và chiếc xe này bán giá 279 triệu đồng các bác nhá. 279 triệu đồng. Một chiếc Ford Ranger đời 2008 máy dầu 2.5 số sàn, biển 34C19698. Và con này thì bán giá là 210 triệu đồng các bác nhá. Vâng, một cầu máy dầu số sàn 2.5. Một chiếc Mazda BT50 2019 máy dầu 2.2 số tự động bản một cầu. Vâng, con này thì nhập khẩu Thái Lan, đẹp tắt điện luôn, đã rút hồ sơ rồi, giá 585 triệu đồng con này. Có video gì chi tiết review rồi nhá. Một chiếc Mazda BT50 2014 máy dầu 2 cầu bản 3.2 số tự động full kịch luôn, biển 14C10356. Và con này thì đang bán giá là 429 triệu đồng các bác nhá. Màu đỏ rất là bắt mắt và trẻ trung luôn. Đấy là lô bán tải. Tiếp tục bên này. Vâng, một chiếc Kia Carrera 2010. Vâng, số sàn, bản cửa nóc, máy 2.0 và biển 99A07622. Thì con này đang bán là 245 triệu đồng. Ford Ranger bản XLS 2016 máy dầu nhập Thái 2.2 số tự động, biển 23C06496, con này 550 triệu đồng. Màu đỏ bắt mắt và con này thì có review chi tiết review rồi các bác nhá. Một chiếc Toyota J 2004. Vâng, xe đẹp, biển 99A07432, con này thì bán giá 195 triệu đồng.
xe cực đẹp luôn. Đấy, bao chất bao zin cho các bác nhá. Bản dây GL xịn đó. Vâng. Một chiếc Innova 2015 máy xăng 2.0 số sàn biển 14A17870, con này bán 390 triệu đồng. Cam lùi cam hành trình đầy đủ, xe cực đẹp luôn. Đấy, 390 triệu đồng đời 2015 luôn. Một chiếc xe giá rẻ bất ngờ luôn, Innova đời 2006. Đăng ký lần đầu năm 2006, sản xuất 2006 và form 2010. Biển 15A64549, con này thì đang bán với cái giá chỉ có 159 triệu đồng ạ. Vâng, xe rất đẹp mà giá lại vô cùng yêu thương. Em đã có video chi tiết con này rồi đấy các bác nhá. Nissan Grand Livina mới về, con này biển 4700783. Vâng, Lâm Đồng nữa các bác ạ. Và chiếc xe này thì máy 1.8 số sàn, giá 195 triệu đồng. Vâng, đăng kiểm đến tận tháng 12 năm 2022 luôn, dài miên man luôn. Toyota Innova 2010 máy xăng 2.0 số sàn biển 14A12752, em bán giá 289 triệu đồng chiếc xe này. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023 các bác nhá. Mitsubishi Triton, đấy con này về 2 hôm bay mất hình luôn, khách cọc rồi, giờ rút biển tháo hồ sơ rồi các bác nhá. Đấy, bác nào mà nhanh tay thì mua được thôi, chứ còn chậm tay thì chịu. Isuzu Highlander 2005 máy dầu, xe đẹp, 7 chỗ ngồi, gầm cao, máy khỏe, biển 29A X6294. Con này thì em bán giá 195 triệu đồng. Tiền chất xe chất nha các bác nhá. Vâng, đảm bảo các bác không lỗi lầm luôn. Chevrolet Captiva 2008 máy xăng 2.5 số tự động. Ồ, con này 2.4, xin lỗi các bác. Vâng, Chevrolet Captiva biển 88A27352, quá xịn sò luôn. Số tự động luôn, giá 268 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. Nội ngoại thất tươi mới nhá, xe cực đẹp luôn, màu vàng cát óng ánh sóng sánh, và này dòng này là một dòng xe SUV cực đỉnh luôn các bác nhá. Ok luôn, xe đẹp màu vàng cát. Kia Carnegie 2010 máy xăng 1.6 số sàn, con này bản thiếu các bác nhá, biển 14B3308, và chiếc xe này thì em đang bán giá chỉ có 248 triệu đồng thôi. Không công nhận là bây giờ phải nói là xe quá rẻ luôn các bác ạ. Mà xe rẻ ở đâu thì chỉ có chỗ Vũ Duy ô tô thôi ạ. Mitsubishi Jolly 2004 máy xăng 2.0 số sàn biển 15A06511, giá chỉ có 115 triệu đồng. Vâng, con này thì cam lùi cam hành trình đầy đủ, màn hình Android to vật vã luôn. Xe đẹp, máy gầm đại chất nha các bác nhá. Forerunner bản XLS 2018 máy dầu nhập thái một cầu bản 2.2 đã rút hồ sơ rồi. Vâng, chiếc xe này thì bây giờ đang bán với giá là 635 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 635 triệu đồng, chiếc xe vừa về cửa hàng thôi ạ. Một chiếc Honda CR-V đã được bán, em không review nữa, đời 2014. Vâng. Nói chung là xe bên em thì bán rất là nhanh. Bác nào nhanh tay thì các bác cứ qua cửa hàng, ngó nghiêng và xem xe và thẩm nghiệm. Một chiếc Mazda CX-5 2017 máy xăng 2.5 số tự động, con này thì giá 720 triệu các bác nhá. Form mới 2017, cửa nóc, ghế da cao cấp, gầm bệ thì sáng choang luôn. Một chiếc EcoSport 2017, vâng, bản máy xăng 1.5 Titanium. Con này thì biển Hải Phòng 15A33626, và chiếc xe này giá 465 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Santa Fe 2009 bản MLX máy dầu 2.0 số tự động biển 37A60394, đèn bi độ full xe luôn. Và con này thì đảm bảo các bác đại chất luôn, 448 triệu đồng con này. Vâng, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. Fortuner 2013 máy xăng 2.7, vâng, số tự động 2 cầu, biển 14A05529, và đây là một chiếc xe mà giá chỉ có 539 triệu đồng thôi. Cực đẹp và cực rẻ luôn các bác nhá. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022, tuy nhiên xe lại đi cực ít luôn. Lăn bánh được có 11 vạn, ê ơi, phải nói sao ít thế các bác ạ. Một chiếc Fortuner máy dầu 2011, máy dầu 2.5 số sàn biển 34A11660, con này khách vừa mới lung linh rồi, thôi em không bán nữa con này. Vâng, nhanh tay nhanh chân thì vậy thôi ạ. Một chiếc xe độ cam 360 độ cho các bác nhá, Ford Fiesta bản hatchback cực đẹp cực đỉnh luôn, và chiếc xe này giá nhô 3 đồng,
biển 14A29859. Bác nào xem xe thì alo ngay cho em, sẽ có video chi tiết chiếc xe này. Chevrolet Captiva 2009, máy xăng 2.4 số sàn. Xe đã được rút hồ sơ rồi, mang biển số 89A06093, đăng kiểm đến tháng 8 năm 2022 và giá là 225 triệu đồng. Một chiếc Honda CR-V 2013, máy xăng 2.0 số tự động, zin cả xe, biển 15A868693 các bác nhá. Con này thì mới về cửa hàng em được 8 tiếng và chiếc xe này đang bán với giá chỉ có 565 triệu đồng thôi ạ. Vâng, 565 triệu đồng chiếc Honda CR-V đời 2013 các bác nhá. CR-V 2010 bác nào chưa đủ tiền chơi con này cũng được, chỉ có 416 triệu đồng, 2010 nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Đài Loan. Bản máy xăng 2.0 số tự động, cửa nóc xịn sò như con chất của xe thì khỏi về bàn luôn, biển 15A26510. Vâng, 416 triệu đồng chiếc xe này nha các bác nhá. Một chiếc Ford Everest 2011, máy dầu 2.5 số tự động, biển 14A0817, giảm giá 20 triệu đồng con xe này luôn cho các bác. Vâng, giá cực rẻ và cực yêu thương. Một chiếc Hyundai Accent vừa về cửa hàng, đăng kiểm siêu dài đến tháng 11 năm 2022. Hạn cái phí đường bộ thì siêu nhiều tiền. Vâng, tầm gần 3 củ luôn các bác nhá. Và các bác con này zin đét cả xe luôn, tí em review chi tiết như thế nào thì xem review sẽ rõ. Một chiếc Ford Escape XLS 2011, máy xăng 2.3 số tự động, biển 14A02003, giá 320 triệu đồng. Hyundai Santa Fe đời 2006, đăng ký năm 2007, máy dầu 2.2 số tự động, giá 375 triệu đồng. Một chiếc xe vừa mới nằm đây, Xpander 2019, một chiếc xe máy xăng 1.5 số tự động, khách vừa mới xách xe về xong. Đấy, còn nguyên lốt này, tí nữa em sẽ nhét con khác vào. Con này là con xe biển 15A Kia Carrera bản cửa nóc 2.0 số tự động. Con này thì khách người ta đã chốt cọc rồi. Và bây giờ thì em Vũ Duy Auto sẽ để chiếc xe này đây, để cho khách mấy hôm nữa bác ấy xong hồ sơ là bác ấy về bác ấy lấy. Carrera 2011, máy xăng 2.0 số tự động, giá 298 triệu đồng. Dòng xe 7 chỗ rộng rãi và yêu thương đến từ Hàn Quốc các bác nhá. Một chiếc Corolla Altis chú bộ đội, sản xuất năm 2000, máy xăng 1.3, ăn xăng như người, tiết kiệm nhiên liệu, dòng xe Nhật bền lành, nội thất còn tươi roi rói, máy gầm đại chất và giá chỉ có 99 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. Vâng, con này cực đẹp luôn, biển 28A01064, xe của chú bộ đội tỉnh Phú Thọ các bác nhá. Bác ấy làm ở trung đoàn 236 các bác ạ. Vâng, Toyota Camry đời 2000, bản GLI. Vâng, một chiếc xe máy xăng 2.2 số sàn, con này cực đẹp luôn các bác. Vâng, đẹp và chất vô cùng luôn, màu sơn xanh tím than quá là tuyệt vời, giá chỉ 198 triệu đồng. Bao đăng kiểm mới cho các bác, nội thất ghế nỉ còn zin nguyên bản, máy gầm đại chất, xe đi cực ít luôn. Kia Forte 2011, máy xăng 1.6 số tự động, bản cửa nóc đầy đủ các chức năng, gắn thêm cam hành trình, cam lùi đầy đủ. La răng đúc thể thao, biển Hà Nội 29A39873, con này giá chỉ có 335 triệu đồng. Một chiếc Nissan Grand Livina, dòng xe 7 chỗ đến từ thương hiệu Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc, giá đời 2010. Màu xám đẹp bắt mắt luôn, biển 30Z3198, một chủ từ mới nha các bác nhá. Động cơ máy xăng 1.8, ăn xăng chỉ 6,5 lít trên 100 cây. Và con này thì bán giá 265 triệu đồng. Các con này mới là con ngon rồi các bác ạ. Vâng, con này thì đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. Deulacetti 2010, nhập Hàn, máy xăng 1.6 số sàn, biển 89A00369. Vâng, giá chỉ có 228 triệu đồng, con này là bản SE số sàn các bác nhá. Một chiếc Camry 2003, nhập Canada, biển 14A14543. Xe đẹp, số tự động, bản 2.4, zin cả xe. Vâng, và giá là 265 triệu đồng, cam lùi, cam hành trình đầy đủ, nội thất ghế da cao cấp. Vâng, và máy thì đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Deulacetti 2009, nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, con này bản CDX, cam lùi, cam hành trình ok. Vâng, cửa sổ trời lãng mạn, biển 14A45198, con này thì đang bán giá 218 triệu đồng, rẻ như cho luôn này. Không,
Bộ trưởng Mazda 3. Vâng, Mazda 3 form mới 2020, dáng dài như là Mazda 6 luôn. Cực đẹp với biển 34A40351, máy xăng 1.5 số tự động. Con này bản cửa nóc đầy đủ các chức năng tiện lợi tích hợp nha các bác nha. Và giá đang là 699 triệu đồng. Mazda 3 màu đỏ đời 2020, giá quá rẻ. Forte 2009 nhập Hàn, máy xăng 1.6 số tự động, biển 15A24720, giá 295 triệu đồng. Một chiếc Lancetti 2010 bản SE, máy 1.6 số sàn nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, con này biển 14A20637 và giá là 199 triệu đồng. Rất đẹp luôn. Một chiếc Mazda 3 màu đỏ. Ui, phải nói con này quá đẹp. Mây chưa hết nửa bãi các bác ạ. Vâng, quá là nhiều luôn. Một chiếc Mazda biển 14A24000. Vâng, con xe giá rẻ bất ngờ luôn. Bên em tăng rút hồ sơ cho các bác nha. Vâng, Hyundai Avante 2011, máy xăng 1.4 số tự động, bản máy xăng biển 15A02194. Và con này thì đang bán 325 triệu đồng. Cửa sổ trời lãng mạn, nội ngoại thất đẹp luôn. Vâng, có cam lề cam lùi đầy đủ luôn nha các bác nhá. Một chiếc Toyota Camry 2013 form mới biển 99A35979. Vâng, chiếc xe mang biển số thần tài này là giá thì chỉ có 565 triệu đồng ạ. Rất rẻ so tầm giá luôn. Camry mà đời cao mà giá lại tuyệt vời. Con này là bản 2.0E các bác nhá. Vâng, Ford Fiesta 2011, máy xăng 1.6 số tự động, biển 15A88596. Con này bán giá 259 triệu đồng. Màu cam cực kỳ nổi bật luôn. Deulacetti 2008, máy xăng 1.6 số sàn, biển 18A09441, giá 139 triệu đồng. 139 triệu đồng chiếc xe này các bác nhá. Vios bản E 2014, biển 15A46682. Xe đẹp, máy gầm ngon, nội ngoại thất được, động cơ 1.5, tiết kiệm nhiên liệu, giá 320 triệu đồng. Vâng, 320 triệu đồng chiếc xe này thôi ạ, rất rẻ. Merlin 2017, nằm lạc đàn ở cái khu vực dòng sedan. Vâng, 2017, động cơ máy xăng 1.25 số tự động, biển 15A34580, giá 328 triệu đồng. Vâng, Corolla Atis 2011, vâng, biển 14A028717. Chiếc xe đăng ký lần đầu năm 2012, máy xăng 2.0 số tự động, bản đẹp. Và con này thì giá 420 triệu đồng. Toyota Altis 2016, máy xăng 1.8 số tự động, biển 11A103766, chiếc xe 576 triệu đồng chiếc xe này. Vios 2019, máy xăng 1.5 số tự động, biển 15A56820, giá 505 triệu đồng. Con này có cam lùi, cam hành trình treo lên và form mới các bác nhìn này, cực kỳ đẹp luôn nhá các bác nhá. Vâng, chỉ có 505 triệu đồng ạ. Một chiếc Kia Cerato bản full, khách đã xử lý con này xong rồi. Vâng, bên em thì khách nhanh tay lắm nên là các bác thực sự là thông cảm nếu bác nào chậm chạp chân để mua các bác nhá. Camry 2012, máy xăng 2.4, xin lỗi các bác. Vâng, bản 2.4G, con này biển 15A05365. Chiếc xe này em bán với giá 545 triệu đồng, màu bạc, xe đẹp, không lỗi lầm. Bao cam kết test hãng thoải mái cho các bác luôn. Một chiếc Suzuki Swift màu đỏ, bắt mắt, trẻ trung, năng động, thể thao. Một chiếc xe đẳng cấp và giá của chiếc xe này thì vô cùng yêu thương. Chỉ hơn 3 đồng thôi, các bác đã sở hữu ngay được chiếc Swift này rồi. Vâng, 2014 form đẹp các bác nhá. Swift mới bây giờ hơn 600, em bán chỉ có hơn 300 thôi. Camry bản G 2005 2.4G số sàn. Vâng, xe đẹp, máy gầm ngon, giá 278 triệu đồng con này. Một chiếc Honda Civic, khách đã cọc các bác ạ. Vâng, bản full 2.0 số tự động, gảy số vô lăng, cửa sổ trời, biển 34L8389 2010.
Hyundai Grand i10 2019 máy xăng 1.25 số sàn biển 89A17449, con này bán giá 325 triệu đồng. Vios 2010 máy xăng 1.5 số sàn biển 14A06445 giá chỉ 185 triệu đồng chiếc Vios này thôi. Em còn một con 2012 máy xăng 1.5 số sàn giá 225 triệu đồng. Vâng, dòng này thì bây giờ rất rẻ rồi, tha hồ cho các bác mua luôn. Mazda 3 2012 máy xăng 1.6 số tự động biển 15A25367 và giá là 369 triệu đồng chiếc xe này. Một chiếc Hyundai Accent 2018 máy xăng 1.4 số sàn biển 15A41652, bao zin cả xe, xe cực kỳ đẹp luôn mà giá chỉ có 398 triệu đồng. Bao zin test hãng cho các bác luôn nhá. 398 triệu đồng con này. Một chiếc Mazda CX-5 biển 15A73048, xe đẹp, vừa về cửa hàng chưa có thông tin. Tí nữa em sẽ báo các bác chi tiết về chiếc xe này. Mitsubishi Lancer Forest 2009 nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Đài Loan. Một chiếc xe máy xăng 1.8 số tự động biển 15A17021 và đây là một chiếc xe bản Sport với bô độ thể thao các bác nhá. Các bác chỉ cần một nút bấm thôi là bô độ thể thao nghe ngay. Vâng, gảy số vô lăng cực kỳ ngoan luôn. Forester bản Ghia 2004 máy xăng 1.8 số tự động, xe cực đẹp biển Hải Phòng 15A36236. Vâng, con xe siêu đẹp này đang có giá chỉ có 179 triệu đồng, xe thần tài phát lộc các bác nhá. Vâng, cực đẹp luôn. Một chiếc Honda City bản top, con này thì đã bán rồi, em rút hồ sơ rồi về Uông Bí Quảng Ninh. Vâng, con này bản kịch luôn và xe full đẹp luôn các bác ạ. Những ai quan tâm đến những chiếc xe như thế này thì alo cho em nhá các bác nhá. Vâng, cực kỳ đẹp luôn trong tầm giá. Tiếp theo bên này ta có một chiếc Morning màu vàng biển 90A10375. Vâng, 90A10375 các bác nhá. Một chiếc xe màu vàng 2016, động cơ máy xăng 1.25 số sàn và con này thì giá chỉ có 215 triệu đồng ạ. Vâng, rất nhiều xe rẻ. Hyundai Grand i10 2016 độ phun kịch đồng hồ luôn. Vâng, nội ngoại thất còn zin nguyên theo bạn. Và con này máy số zin gầm bệ chắc, xe đẹp độ hết lên rồi. Giá chỉ có 215 triệu đồng chiếc xe này ạ. Biển 15A40298. Vâng, chỉ 215 triệu đồng con này thôi các bác nhé. Morning 2015 máy xăng 1.25 số sàn biển 14A41983, giá 189 triệu đồng. i10 2015 bản sedan. Vâng, máy xăng 1.2 số sàn biển 30A97284, giá 225 triệu đồng. Matiz DU 2006 nhập Hàn, máy xăng 0.8 số tự động. Con này đã rút hồ sơ rồi, biển 14A08054 và chiếc xe này đang bán giá 135 triệu đồng. Đăng kiểm đến tháng 8 năm 2022, xe cực đẹp luôn và con này dành cho chị em phụ nữ thì quá là ok rồi. i10 2018, vâng, bản 1.2 số sàn và con này thì biển 14A30046, giá 289 triệu đồng. Một chiếc Elon SC 515 RV 125 triệu đồng, màu vàng pha đen nhá, quá tuyệt vời luôn. Một chiếc Vios 2014 máy xăng 1.3, con này bản di nâng. Vâng, số sàn biển 15A212843, giá chỉ 275 triệu đồng. Ồ, hay rồi. Vios bản di này, xe cực đẹp luôn, giá rẻ này, 275 triệu đồng chiếc xe này. Một chiếc i10 bản kịch, con này thì khách người ta đã cọc rồi. Vâng, i10 2016 máy xăng nhập Ấn 1.0 số sàn biển 15A19160 đang bán với cái giá chỉ có 215 triệu đồng. Một chiếc Yazid nhập khẩu đã độ full kịch luôn, kể cả bộ đèn thì quá ấn tượng rồi, hơn chục triệu đồng luôn. Yazid 2008 nhập Nhật, máy xăng 1.3 số tự động, xe cực kỳ đẹp luôn, giá 279 triệu đồng. Kia Sedanam 2003 máy xăng 1.2 số sàn biển 88A04383 và giá là 79 triệu đồng. Một chiếc Morning 2015. Vâng, máy 1.2 số sàn, động cơ máy xăng
Và con này giá 195 triệu đồng, biển 14A16610. Rất là đẹp các bác nhá. Dãy này thì toàn là modeling thôi. Những bác nào mà quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm luôn. Vâng, rất nhiều Kia modeling, có cả modeling van cho các bác nhá. Vâng, những con này thì giá chỉ 185 triệu đồng ạ. Modeling 2017, máy xăng 1.25, số sàn giá 208 triệu đồng, đã rút hồ sơ này. i10 2016 giá 215 triệu đồng cũng đã treo rồi. Đấy, các bác về chỉ có việc lên hình thôi. i10 2016 bản 2 sedan, nhập ấn máy xăng 239 triệu đồng con này. Vâng, rất rẻ luôn. Và những ai mà quan tâm đến những cái mẫu xe bên em thì alo ngay cho em Vũ Duy Ô Tô. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Ô Tô thường xuyên. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhá. Còn đây là bên em kia có một con Matiz 2007, xe đẹp này. Và đây là một cái chiếc Honda City vừa về xong. Đấy, xe rất đẹp luôn các bác nhá. Xe rất cứng và rất đẹp luôn, vừa về luôn. Ui, con này thì zin cả xe rồi. Đây các bác nhìn này, City quá tuyệt vời và quá đẹp luôn. Lăn bánh độc có 12 vạn, giá rẻ bất ngờ luôn. Đấy, những ai quan tâm em sẽ báo giá sau và review chi tiết sau nha các bác nhá. Cảm ơn các bác.